Dạ thưa bác, công ty của chúng con cung cấp tất cả các loại dịch vụ, bạn gái thuê, người yêu thuê, và đặc biệt là giá cả hợp lý mà lại còn giữ bí mật cho khách hàng nữa đó. Tôi chấm cô rồi đó, tôi sẽ mướn cô làm tình nhân của con trai tôi. Tình nhân? Con biết rồi, chắc là bác lại muốn cho con dâu của bác ghen lên đúng không? Cô thông minh đó. Tôi muốn con dâu của tôi, nó gặp cô, nó phải ghen lòng, ghen lộ để tôi mới cảm thấy sung sướng. Bác ơi, làm cái nghề này có được bao nhiêu đâu bác, mà tụi con chỉ nhận làm bạn gái với người yêu của những người độc thân thôi, chứ còn mấy cái trường hợp mà có vợ có con rồi, rủi ro chẳng may đánh ghen này kia mà có được bao nhiêu tiền đâu bác. Làm sao mà đánh ghen được, khi tôi đã bảo vệ cô, ai dám làm gì cô chứ. Tự tin lên, tôi thích cô rồi. Mặt mày thì xinh xắn, dáng dấp thì cũng nhon nhon. Lấy cái áo cho nó sexy lên, trang điểm lồng lộn lên, cô yên tâm mà làm hồ ly đi ha. Được bác ơi, con nói rồi, làm không được bao nhiêu. Thôi hay là để con kiếm hộ ly khác cho bác nha. Không có kiếm, tôi kết cô rồi. Tự tin lên, tiền bạc bao la. Dạ, vậy thế thôi. Con cũng ráng làm, nhưng mà con dì bác đó nha. Vanessa Carter, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Vậy luôn cho nó lẹ. Lao nhà lao bàn, kết hợp hai trong một. Ai biểu cái tội, kêu mua con robot lao nhà đi không chịu. Trời ơi, có mấy triệu đâu. Nó cứ bấm nút nó tự nó lao từ sáng tới tối. Hết pin nó tự sạc pin luôn, khỏe gần chết. Vậy mà cho mình lao tay. Rồi đã vậy nè, nó mua cái cây lau nhà như cái áo như, như đồng phục vậy đó. Biết thì tôi không phải là đàn ông trong gia đình này nữa. Đợi đi nha, cái dự án của tôi mà thành công ha, tôi trở mình một cái ha. Trời ơi, lúc đó tôi mua 100 con robot hút bụi, 100 con robot lau nhà, tôi thả đầy nhà vậy nè. Như nuôi thú cưng vậy đó. Tới đó thì biết cảnh. Đợi chút. Wow, chào em. Cho tôi tìm anh Tú. Tú hả? Anh là Tú nè. Em tìm Tú có chuyện gì? Nhìn cái bộ dạng này, tôi cần tìm Tú giám đốc, chứ không phải là Tú ô xin. Không, anh là Tú giám đốc, kiêm chủ nhà luôn. Em tìm anh có chuyện gì? Anh là Tú giám đốc. Sao nhìn anh bèo dữ vậy? Em ơi, em ổn không? Em tới đây em tìm chủ nhà, anh là chủ nhà thì em phải tin chứ, nghĩ sao mà em đi bình phẩm anh vậy hả? Sao, có chuyện gì? Tôi nhắc lại là tôi tìm anh Tú giám đốc. Ủa thì là anh nè, bây giờ em tin hả? Không, tôi không quen anh. Tôi là tình nhân của anh Tú giám đốc. Ủa tôi có tình nhân nào tôi cũng biết ta. Ủa em, thần kinh em ổn không hả? Chừng nào thần kinh ổn hả tới tìm gặp anh. Còn anh không có quen biết tình nhân, không biết có mèo mã gà đồng hết trơn á. Thôi em về giùm tôi cái. Về đi, không có quen biết. Cái gì mẹ vậy? Ơi, mẹ ơi, anh nhà mẹ không cho con vô nhà nè. Mẹ ơi, đi ra đi. Mẹ đây, mẹ đây. Đừng có cãi nhau ổn thổi như vậy không có tốt. Chuyện gì hả con? Ô xin nhà mẹ không cho con vô nhà. Vậy sao? Ô xin, đứa nào? Ô xin. Mẹ, nhìn con bèo thiệt con. Ủa? Mẹ nhìn con mà mẹ còn thấy con mà tệ thiệt tệ vậy đó. Ở nhà mà. Con à, đây là Tú giám đốc, con trai của mẹ. Con thông cảm, ở nhà nó bèo bèo vậy á, chứ ra đường nó lộng lẫy lắm. Ủa mà ai đây mẹ? À, đây giới thiệu với con, đây là Phan Kim Liên. Một cô gái hết sức là nóng bỏng dễ thương. Mẹ mướn Phan Kim Liên tới dễ dãn con, để cho vợ con
ghen lên để cho thấy cái sức hấp dẫn của con đó. Ủa mẹ, gia đình con chưa đủ xào xáo mà mẹ kêu cổ về nữa, có chừng là nát luôn á. Nát cái gì mà nát? Mẹ muốn cho Thúy Liễu, vợ của con, nó thấy cái sức hấp dẫn của con để nó biết cách giữ con lại. Giữ cái gì? Mà tại sao con nói với mẹ là hôm nay con đi gặp đối tác mà sao ở nhà đóng vai cô bé cầm cây chổi? Đối tác có hẹn đột xuất á mẹ, cho nên là hủy cái cuộc hẹn với con. Rồi tranh thủ ở nhà là lau dọn để phụ vợ con mà. Thiệt tình là không chịu nổi luôn. Còn con nữa, con phải cố gắng, con sexy lên, con quằn quại lên, con làm đủ kiểu, miễn sao cho con vợ á là phải phục tùng chồng á thì á con mới hoàn thành nhiệm vụ. Bác yên tâm, nghề của con. Ủa ghê vậy đó, tự nhiên kêu gì đen chi mẹ, vợ chồng con đang hạnh phúc, thêm cái vụ này vô con bỏ con thiệt luôn á. Cái gì, mắc cái gì phải sợ chứ hả? Thôi con không cần biết, thôi bây giờ cô về giùm tôi cái đi. Về đi, vợ tôi về bây giờ đó. Trời ơi trời đi ơi, về đi. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Đi về tự nhiên mẹ bày ra cái trò này chứ vậy? Muốn tôi về cũng được, trả tiền đây. Tiền gì? Thì tiền tôi ăn mặc lộng lẫy nè, trang điểm lòe loẹt nè. Hơn nữa mẹ anh còn nói tôi là trang điểm giống hồ ly tinh lên. Trả tiền đây. Hồ ly chỗ nào đó chỉ tôi coi coi. Tôi không biết, trả tiền đây. Trả tiền kìa. Rồi rồi rồi, bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu. Chứ anh muốn sao? 5 triệu thì 5 triệu. Nè, về đi, khỏi cảm ơn. 5 triệu chứ không phải là 50. Hai người giỡn mặt với tôi hả? Còn nhiêu đó thì cầm đỡ đi, bữa nào qua lấy thêm. Đi về, 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 lấy vợ tôi về bây giờ á. Tôi không về. Mẹ thì nói là đại gia, tiền xài không hết. Vậy con đưa 50 ngàn. Ủa đại gia 50 ngàn hả? Con làm cho mẹ hết sức là mất mặt luôn. Mẹ làm con mới khó đỡ đây nè. Bây giờ về giùm tôi cái đi. Tiền đi, cầm tiền đi xe ôm về đi. Đi về giùm tôi cái. Tôi lẹ. Không về. Hai người cứ bàn đi. Tôi đi vệ sinh cái nào. Của nhà mình mà mẹ. Kệ nó đi, chúc nó đi vệ sinh vui vẻ. Còn con nữa hả? Con cứ làm cho mẹ suy nghĩ lo lắng. Bây giờ con nói thiệt với mẹ đi, con có cái vấn đề gì phải không? Muốn giấu mẹ, nói cho mẹ biết đi. Thì không, tại vì mày nói đi. Tại công ty con phá sản. Có thiệt như vậy không? Hèn gì suốt ngày con cứ lủi thủi ở trong nhà làm mấy cái chuyện lặt vặt như vậy. Hèn gì vợ con xem thường con. Tại sao không nói cho mẹ biết sớm vậy con ơi là con. Mình sao về đột xuất vậy? Dạ, thưa mẹ con mới về. Cô về mà chăm sóc chồng cô đi. Hay là cô thấy chồng của cô xa cơ thất thế, cô xem thường chồng cô, cô qua mặt chồng cô rất là quá đáng. Mẹ, con thưa mẹ, con không biết mấy ngày nay có chuyện gì á mà mẹ lúc nào cũng căng thẳng với con, mẹ có ác cảm với con. Con có làm gì đâu mà mẹ lục túi xách của con, mẹ điều tra con. Rồi mẹ lúc nào mẹ cũng căng thẳng, con làm gì sai với mẹ vậy? Cô dám nói là không sai đó. Cô nhìn lại cái tư cách của cô đi. Gái có chồng mà đi vào bệnh viện tặng hoa, tặng thuốc. Cô làm những cái điều đó cô không có thấy mắc cỡ hả cô? Sao mẹ biết mấy chuyện đó? Không phải như mẹ nghĩ. Chuyện cô làm trời biết. Tôi theo dõi, tôi bắt tận tay, dai tận mặt. Là sao em? Tặng quà là sao? Ai tặng? Anh bình tĩnh đi, anh nghe em giải thích nè. Không có như mẹ nói đâu. Không như tôi nói, có nghĩa là tôi nói sai đúng không? Được rồi, bây giờ cô không thương con tôi nữa thì cô trả tự do cho con tôi đi. Tôi sẽ tìm một người phụ nữ khác thương yêu nó chân thành đây. Đây, cô thấy nóng bỏng chưa? Phan Kim Liên của tôi đó. Phan Kim Liên của tôi sẵn sàng sống chết với con trai của tôi. Ủa vậy làm sao anh giải thích đi? Không phải, cái này là do mẹ anh. Đồ vậy? Nếu mà chị không yêu thương anh thì để cho em sẽ yêu thương, chăm sóc cho anh. Vậy thì không phải mà. Không phải cái gì, anh giải thích coi. Trời ơi mẹ, mẹ bay rồi chứ. Không giải thích được đúng không? Bây giờ tôi không cần biết đúng sai nữa. Được rồi, được rồi. Bây giờ con nói thiệt với mẹ. Con không biết là
con làm cái gì sai để cho mẹ phải làm như vậy? Bây giờ mẹ của anh cũng chọn vợ cho anh rồi đó. Bây giờ mẹ thích dâu nào thì anh cưới người đó đi. Tôi chán làm vợ, chán làm dâu lắm rồi. Không ơi, liệu không phải vậy đâu. Trời ơi, buông đắt thôi. Cái gì vậy? Anh nghe tôi nói nè. Bây giờ tôi đi rước con. Tôi đi một tuần cho anh tới nhà anh suy nghĩ. Rồi anh ký đơn ly dị đi. Không còn anh nữa. Liệu ơi, Liệu. Đứng lại. Ừ, cái gì vậy? Đứng lại, đứng lại. Liệu. Cái con nhỏ kia, cái con nhỏ. Mẹ không, con. Cái con nhỏ, cái con nhỏ Hy Liệu. Hy Liệu. Rồi ai trả tiền cho tôi đây? Cái gì? Thì tiền bác thuê con làm gì nè. Hồi nãy đưa 50 là đủ rồi. 50 sao đủ? Lúc đầu bác giao kèo cho con là 5 triệu mà. Nói là nói vậy thôi, nhưng mà bây giờ nhà rối rắm quá, chịu không chịu thôi đi. Nè, cái gì mà nè. Thôi nè, đừng có ủ rũ như con mèo mắc mưa vậy. Mất khí thế đàn ông quá. Bây giờ tính sao hả? Cái ngày mà con cưới đó, mẹ không có đồng ý rồi. Đàn bà con gái gì, học chi cho cố, rồi dối cái nước là cãi chồng. Mẹ lên đây, mẹ chứng kiến hết tất cả rồi. Nếu mà không có mẹ ở đây, là nó ăn hiếp con đến cỡ nào nữa. Bây giờ tính làm sao hả? Hả? Nè, mẹ nói gì? Cái gì vậy? Hả? Mẹ nói quá trời nói rồi là có hồn vía con ở đâu vậy? Hả? Bây giờ vậy đi, làm ơn làm phước á, gọi điện thoại cho nó, kêu nó quay về nhà. Còn không á, làm đơn ly dị. Con nghĩ đi, con cưới vợ chứ đâu có phải con cưới một cái người làm sếp đâu, đúng không? Mẹ không có nói là con chọn sai, nhưng mà bây giờ nó lỡ rồi, mình cũng phải dùng lên chứ. Ê, ly dị đi nghe. Nè. Gì? Mẹ nói gì? Trời ơi, cái gì vậy con? Cái gì mà mẹ không có tập trung vậy? Bây giờ nếu mà nó lì quá đó, ly dị đi ha. Rồi mẹ đó sẽ làm mai một cô khác cho con, đẹp người đẹp nết, bốc lửa, được không? Trời ơi, mẹ nghĩ sao vậy? Cái chuyện có chút xíu à. Mẹ xé ra cho nó bự, kêu con ly dị rồi cháu mẹ ở với ai? Cái chuyện động trời như vậy mà con nói á, là chút xíu hả? Chút xíu là sao hả? Hả? Cứ như vậy chiều vợ như vậy rồi riết rồi nó hư à? Hả? Bây giờ mẹ nói rồi, bây giờ nó về không? Còn mà không, ly dị. Vanessa Carrer, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Ê, thằng nào vậy? Quỷ, tôi đang ngủ. Cái gì vậy? Nè, ông không muốn ly dị thì ông cứ đi về. Ông nói thẳng với má ông là con không muốn ly dị. Cái gì mà trốn qua nhà tôi như trốn nợ vậy cha? Vợ tôi thì tắt máy điện thoại, con tôi thì không thấy đâu. Mẹ tôi lúc nào cũng ly dị. Biết rồi, tôi sắp điên rồi nè. Bởi vậy mới nói đàn ông luôn luôn bị đàn bà đàn áp vậy đó. Cho nên bản thân mình phải tự dùng lên, phải tìm kiếm lấy cơ hội của riêng mình. Cơ hội đâu? Đây, nè, mở mắt ra. Ông giả bộ, ông hỏi tôi cái này là cái gì đi. Hỏi đi. Thích nói thì nghe, không nói thì không nghe. Không có rảnh đâu mà hỏi. Không hỏi, nhưng tôi vẫn quyết định tôi trả lời. Đây là cơ hội, ông dòm đi. Cái gì? Nè, coi đi. Đó, bây giờ hãy làm công việc giống như tôi đi. Tư vấn tín dụng. Đó, mình chỉ cần đi dán quảng cáo thôi. Mà người ta theo cái số này người ta gọi tới một cái nha. Hợp đồng mà hoàn tất thực hiện một cái là mình nhận được 5% hoa hồng liền. 5% à? Ừ. Thích thì tự làm đi. Trời ơi, ba cái tín dụng đen đó. Ủa, bộ không bị tín dụng, nó lừa cho 1 lần rồi. Bây giờ kẻ tổn thương đi làm tổn thương người khác. Người thơ văn quá ha. Nè, không đi làm á rồi không có tiền á, để coi à, chắc vợ tôi bỏ tôi y như bỏ ông vậy đó. Ừ, thích thì làm đi, tôi sẽ mét vợ ông. Ông cũng bị vợ bỏ y hệt tôi luôn. Thì từ từ rồi tính. Làm thế ghê vậy, làm ơn đi, đừng có mét à.
Kẻ tổn thương lại đang tâm tổn thương người khác. Nín cho tôi ngủ. Nè, ngủ đi. Còn một giấc ngủ ngàn thu đó, mày lo mày ngủ luôn đi. Mỹ thuật quá. Đúng rồi, không cho mình ăn tiền lời qua hồng hợp đồng thì ít ra cũng phải lấy được tiền phát tờ rơi chứ. Thời buổi này đâu phải dễ lừa được ai đâu. Trời ơi, nghĩ tới điều đó lòng thanh thản dễ sợ. Thấy buổi sáng như có một niệm lành vậy. Yeah, đi được xa. Chào Lý. Con chào bác Lý. Tháo khẩu trang ra nói chuyện với người lớn. Ồ, bác nhận ra con luôn rồi hả? Nhìn vào đôi mắt tôi nhớ ngay. Ủa sao bác nhận ra con mà nãy bác đi qua luôn vậy? Tôi đang hát cái bài gặp nhau làm ngơ. Lần nào gặp bác con cũng thấy bác vui tính. Trời ơi bác ơi, càng lúc càng gặp thấy bác càng đẹp lên bác. Người ta dột mà khen hoài. Bác ơi bác. Con thấy bác ở đây nhưng mà con không có thấy thằng Tú nha. Con có thấy thằng Tú bất cứ ở đâu, bác đừng có hỏi con nha, bác đừng có hỏi. Bác ơi, bác đừng có nhìn con vậy. Bây giờ con nói thiệt đó, bác tin thì tin, còn bác không tin, con buộc bác phải tin, chứ con không thấy thằng Tú đâu. Được rồi, không cần phải hoảng hốt như vậy. Dạ. Tôi biết là cậu thân với thằng Tú cơ mà. Dạ. Tôi không hỏi Tú, tôi muốn gửi đồ cho Tú, nhờ cậu chuyển giùm. Cầm đi. Thấy mặt tao là mẹ tao sẽ nhét cho sắp giấy. Chắc là viết sẵn đơn ly dị cho tao rồi. Tao không dám ló mặt về nhà luôn. Bác ơi bác, ông bà mình có câu á là phá duyên người khác giống như mình phá bảy cảnh chùa vậy bác. Bác ơi, nếu bác thích phá vách, bác thích nghịch ngợm, bác thích phá chùa, bác làm một mình đi. Con không làm đâu, con không làm đâu. Dạ con chào bác, con chào bác. Vịnh. Dạ không bác. Con là Vịnh. Hay sao mà nó bi kịch vậy ta? Cái gì? Cho dây tiền là sao? Dạ, dạ con chào cô. Dạ, dạ. Ủa cô tới quán rồi hả? Dạ con cũng tới rồi, ngay bãi giữ xe đi cô. Dạ dạ con tới liền. Con đến liền đi. Cái gì mà 30 giây? 15 giây thôi. Con bác đó cần tiền dữ lắm. Alo. Alo. Cái gì vậy? Cái gì mà đang nói chuyện rồi tắt máy? Mấy cái người trẻ mất lịch sự quá. Tú, cái gì vậy mày? Mày kêu tao bỏ đi, đừng có đi làm cho dây tín dụng đen nữa, đúng không? Bỏ đi, đứng lên mà làm người. Rồi cuối cùng mày để má mày đi dây tín dụng đen. Ủa, mày kêu tao bỏ đi làm người rồi mày làm con gì? Mày có còn là con người không? Hả? Cái gì? Mày nói gì? Mày nói lại tao nghe. Ủa, sao lại là anh? Không phải con rồi chứ ai. Mẹ ra đây chi vậy? Đừng quan tâm đến tôi. Đừng quan tâm. Bây giờ mẹ dính vô mấy cái vụ tín dụng đen, tín dụng đỏ nữa hả? Mẹ có biết mấy cái người mà cho vay tín dụng đen toàn là người xấu không không? Sao anh biết? Thì con hết sức chịu đựng nổi mẹ luôn rồi đó. Mẹ làm ơn đừng có gây rắc rối cho con nữa được không? Hết cái chuyện mẹ đem cái cô kia về phá vợ con, rồi bây giờ vợ con giận bỏ nhà đi luôn rồi kìa. Đã vậy mẹ còn soạn cái đơn ly dị bắt con ký nữa chứ. Cái gì? Đơn ly dị? Chứ còn gì nữa? Là sao? Hở ra là mẹ cứ đưa đơn ly dị cho con bắt con ký. Con không chịu ký rồi, mẹ đưa cho thằng Vĩnh. Con không có muốn mẹ buồn, cho nên là con tránh gặp mặt mẹ. Rồi bây giờ mẹ dính vô tín dụng đen, tín dụng đỏ nữa. Con biết mẹ muốn cái gì luôn á. Anh im đi. Anh nói tầm bậy tầm bạ như vậy hả? Anh suy nghĩ mẹ anh như vậy được sao? Hả? Đừng mất khiếu. Ê nè, đây là giấy tờ nhà, toàn bộ tài sản của mình á. Mẹ để ở trong này nè.
mẹ đi tìm hiểu để dây tiền cho con làm ăn. Mấy lần mẹ cứ đưa con mà con có thèm nhìn tới nó đâu. Là giấy tờ nhà chứ không phải đơn ly dị hả mẹ? Mẹ điên à? Mẹ biết, mẹ biết là mẹ có nóng tánh. Nhiều khi á, mẹ cũng làm cho vợ chồng của con hụt hẳn nhau. Nhưng mà đời nào mẹ suy nghĩ tới cái chuyện mà cho hai đứa con ly dị ha? Giấy tờ nhà mẹ đưa con mà con không có quan tâm gì hết á. Đích thân mẹ bây giờ phải cầm cái giấy tờ nhà này đi hỏi tiền á, để dây vốn cho con làm ăn lập nghiệp. Hồi nào tới giờ mẹ có biết đi mượn tiền của ai đâu. Vì vậy á, mẹ cứ đi ôm giấy tờ đi vòng vòng ngoài đường, thấy người ta treo ở trên cái cây cho dây vốn, mẹ đi gọi điện tìm hiểu, chứ biết trắng biết đen. Tại sao mày nghĩ mẹ mày như vậy hả? Con xin lỗi mẹ, tại con không hiểu, con tưởng là mẹ lúc nào cũng soạn sẵn cái đơn ly dị bắt con ký. Con không biết, con xin lỗi mẹ. Thôi bậy không à. Mẹ muốn cho con mần ăn, lập nghiệp, làm chủ với gia đình để không có bị vợ mình nó khinh khi. Có lần mẹ vô bệnh viện, mẹ gặp một người đàn ông cao ráo đẹp trai. Cái thằng đó nó mua hoa mua bông tặng cho vợ mày. Mẹ sợ mấy cái món quà đó làm cho con Liễu nó siêu lòng, rồi nó bỏ mày, nó bỏ cháu của mẹ, biết chưa? Con xin lỗi mẹ. Nói mày. Rồi mẹ mới suy nghĩ bằng mọi cách phải giúp cho con lập lại từ đầu. Mẹ có chút tài sản này nè, bây giờ con cầm đi, rồi đi dây vốn làm ăn lại, nghe chưa? Nghe chưa? Con xin lỗi mẹ. Con à, đàn ông á mới có sự nghiệp. Nếu như mà cái tiền này á mà có mất á cũng không sao nha. Quan trọng là mình phải có chí. Con làm đi, mẹ ủng hộ con. Gọi điện thoại liền, kêu vợ con về, nghe chưa? Vợ chồng là phải ăn đời ở kiếp với nhau, không có cái chuyện gì mà ly dị hết á. Nếu cần thiết mẹ sẽ đứng ra mẹ xin lỗi vợ con. Con biết lỗi rồi mẹ. Hiểu chưa? Dạ, xin lỗi mẹ nhiều lắm.